さん、おはようございます。おはようございます。はい、では始めましょう。chúng mình đến phần từ vựng ngày hôm nay nè. Đó, những phần từ vựng mà thấy khá là hay xuất hiện trong đề thi GPT, đúng không? Và chúng ta thử xem, đúng không? Thực ra học là cả một quá trình. Cái việc dự đoán những phần từ vựng này là mình thấy nó chỉ mang chất tương đối thôi, đúng không ạ? Đó thì để hy vọng là sẽ có thể tiếp sức cho các bạn một chút để tự tin hơn trong quá trình mà ngày mai đi thi. Chứ học là cả quá trình rồi, không chỉ có một vài cái livestream hay một vài cái video mà mình có thể đỗ ông nào ba, đúng không ạ? Rồi, chào các bạn, chào Tú Doãn và hỏi Gen C về like nào 2 được N3 đúng không? Like luôn, lên like luôn, hỏi cái là có luôn, đúng không ạ? Nào, câu số 1 các bạn chọn đáp án gì cùng ghi Gen C nào? Hai, konnichiwa, ima wa, ohayou gozaimasu ne, konnichiwa, konbanwa, đó, về buổi tối là hay chào nhau konbanwa đúng không? Nào, ok, chào xong rồi đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ đến với màn comment đáp án, đọc thật kỹ nhá. Hai, takusan tabemashita. Ăn nhiều rồi mới có sức để có thể chia sẻ cùng với các bạn đây đúng không ạ? Nào đó, đúng không? Rất nhiều bạn vẫn rất chăm chỉ ở đây. Nào, chúng ta sẽ có cái gì đây? Câu đầu tiên nào. Trời ơi, đọc kỹ nhá. Mình đang lựa chọn những cái câu mà mình thấy là rất là dễ có thể ra vào đề ngày mai đấy. Nên là đọc kỹ hướng dẫn, mang tên hôm nay là đảm bảo ngày mai sẽ mang tên. Ai đưa ra cái mục tiêu mang tên phần từ vựng N3 cho ngày mai không nào? Rồi, ohayou gozaimasu. Rồi, câu số 1 sẽ lựa chọn 2. Cô Tố. Tội là gì đây? Ô, sao lại nhỏ? À, gai các cử đúng không? Gì đây quá? Testo no nani hai đi mất à? Mình đã vào một cái cốt tội là áo len, áo khoác liên quan gì? Đúng không? Ô, sao nhiều bạn chọn hai thế? Các bạn đang nhìn nhầm câu khác à? mình đang hiểu là có khi các bạn nhìn nhầm câu khác mất tiêu đúng không? Nào, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi comment nào. Đọc kỹ. Chết rồi. Như này, ngay câu đầu tiên lại buồn quá, chán mất tiêu, đúng không? Đấy, cốt tổ rõ ràng nó chỉ là cái áo khoác thôi, đúng không ạ? Áo choàng, áo khoác thì ở trong đây phải dùng là dùng mấy các bạn ơi? Cũng liên quan đến tên ít sự, đúng không? Đó, thế nhưng mà không phải, đúng không? Trong đây chúng mình dùng cái gì đây ạ? Nào, rất nhiều bạn chọn nhìn thấy tên ít sự cái là nhìn ngay đúng không? Như đằng sau có Hadimasta và đây chỉ là gì? Đây các cửa chị ạ, đây các cửa chi đây đúng không? Cơ hội đại học là mình có vào một cái câu lạc bộ tennis đúng không? Vậy mình phải chọn cái gì bạn ơi? Rồi, cô tay quá, đổi phương án nào, vẫn chưa thấy các bạn đổi phương án chắc rồi đấy. Quay xe gấp, trời ơi, mình muốn là thuận buồm xuôi gió, đầu xuôi đuôi lọt. Tự nhiên cái câu này làm các bạn sai hết ngay lúc đầu luôn, đúng không? Nào, N2 cũng vào đi học nhá. Có rất nhiều từ mà cậu lựa chọn những cái từ mà nó cũng ở ranh giới N2, N3 đấy, đúng không? Sắc cứ được là những câu lạc bộ thể thao ấy. Và đây câu lạc bộ thể thao về tennis, đúng không? Mình đã vào câu lạc bộ đấy còn gì nữa, đúng không? Chủ nhân chọn cốt tổ đây. Vậy đáp án số 4 nhá. Lại ngay câu đầu tiên rồi đây này. Yachiki câu số 2. Nani ka atta no kana? Domo kanozu no yosu ga nani nani da yo. Nào, câu này chọn gì nào? Nào, câu vừa rồi coi như là nháp thôi nhá, không chơi, không tính. Rồi, nào, câu tiếp theo chúng mình đang chọn gì đây các bạn ơi? Câu số mấy? Câu số 2 đúng không? Là có chuyện gì xảy ra hay sao ấy? Hình như là, đúng không? Đó, thấy có vẻ là gì đây nhở? Cái tình trạng của cô ấy nó hơi buồn cười, hơi là lạ một tí, đúng không? Và trong trường này chúng ta dùng từ nào? Xem có dễ nhầm lẫn không nào? Đó, câu số 2. Hey, kinodoku đúng không? Là kiểu trong tội nghiệp ấy, đúng không? Đó, không phải đáp án này nhá. Mình đang nói, đang giải thích cái từ đấy thôi, đúng không? Xin lỗi các bạn. Đây, xóa đi, còn bạn nhớ nhầm nhá. Rồi, gì nữa? Jimmy với cả HD, đúng không? Thì nó sẽ mang nghĩa là gì? Đơn giản, mộc mạc, đúng không? Với HD là lòe lòe sặc sỡ, đúng không ạ? Rồi, Jiudai, đúng không? Việc của nó là chữ trọng đại, đúng không? Đấy, trách nhiệm to lớn các thứ chẳng hạn. Thì nó sẽ là gì đây? Yosuga Hendayo, đúng không? Đấy, lúc giờ thấy cứ làm sao ấy, đúng không? Yosuga Hen. Chuẩn xác là câu 2, đáp án 2 nhá, chuẩn xác luôn. Rồi, chúng mình sang với câu số 3 nào. Xin các cử sư được cả, xuân sư cử sư được cả, đô sư được cả. Đúng không? Bây giờ nên học tiếp à? Nên học lại N3 hay là học tiếp với N2 đây nhỉ? Đúng không? Đấy, học tiếp về đi làm đây nhỉ? Đúng không? Đô sư được cả. Làm thế nào đây ta? Vậy mình đang rất là gì? Bối rối, lưỡng lự, chần chừ, phân vân, đúng không ạ? Vậy câu số 3 mình sẽ chọn gì? Các bạn comment xem nào. Rồi, câu 3 của bạn chọn 2. Cứ yan đê được này, mà yốt tê được, hà bươi tê được, để xin đi đan đê được, đúng không? Những từ này rất hay luôn, chúng ta sẽ cùng ghi nhớ luôn nhé. Hà bươi tê được, để xin hà bươi cự. Hà bươi cự nó chính là cái chữ tỉnh ấy, đúng không? Lược bớt đi, đúng không bạn Huỳnh Nhật ơi? Đúng không? Nên câu này không đúng nha. Hà bươi cự như kiểu lược bớt những cái phần nội dung nó rườm rà, nó chi tiết quá chẳng hạn ấy. À lộn đấy, đúng rồi, chính xác. Phải phân vân, đúng không? Nó không lo chữ Hán lại rất là sợ, đúng không? Mà yốt tê được. Nhìn thấy chưa ạ? Đó là cái sự chữ mê, chúng ta đang hoang mang lạc lối, đúng không? Đó chính xác. Cứ ya mự, mấy từ này rất dễ mà. Cứ si mự này, cứ ya mự này, đúng không? Thì là tiếc nuối cái gì đó nhá. Như trong chợ mình đang phân vân chần chừ. Ni da mự, đúng không? Đấy thì là gì? Ghét nữa cơ, hận căm nữa cơ. Nhà rồi, chính xác. Câu 3 đáp án số 2, mayo. Đấy, đố
đôi khi không để chữ Hán cũng là một chướng ngại với chúng mình đó. Câu số 4 nào. Tokyo no chiyoshimbu no yachin wa takai kara sukoshi hanareta nani nani ni iokatta. Nào, câu này mình chọn gì đây các bạn ơi? Vì là ở khu trung tâm thành phố ở Tokyo thì giá nhà khá đắt đúng không? Thế thì mình sẽ mua nhà khu nào đây? Cách xa một tí đúng không? Ra vùng. Em đi về vùng nào đây? Vùng ngoại ô, đúng rồi. Và bạn Chí chọn số 3. Lại còn mua nhà Tokai nữa đúng không? Không phải chiyoshimbu trung tâm thành phố mà mua hẳn ở khu thủ đô luôn đúng không? Ở khu Tokai đô hội luôn. Lại không đúng rồi Chí Sang ơi. Nhớ Jiutaku desu ne, đúng không? Địa chỉ nhà ở này. Machinaka đúng không? Đấy, trong thành phố luôn thì không ạ. À, chúng mình về vùng ngoại ô nhá. Cô gậy, nhìn thấy chưa? Em về vùng ngoại ô em mua cơ. Chính xác, câu 3 đáp án 2, câu 4 đáp án số 1. Chuẩn luôn. Yeah, trước khi chúng mình đến với câu số 5 nè. Đó, những từ này rất là dễ nhầm lẫn đúng không? Chúng ta thử xem sao nhá. Chikan desu kara ikimashou, đúng không? Ikimashou ka. Đến giờ rồi, đi thôi, đúng không? Ngày mai nhớ dậy đúng giờ nhá, mang đủ các dụng cụ này và nhớ mang theo não đi nữa nhá, để chúng mình vào phòng thi ạ. Rồi, chính xác, cô gái, đúng không? Đó chính là phòng ngoại ô. Rồi, tiếp theo chúng mình đến với câu số 5 nào. Đó, soro soro shitsurei shimasu, thì đây ở dạng khác thôi, soro soro shikan desu kara, đến giờ rồi, sắp sửa đến giờ rồi, đúng không? Mai mình thi sắp sửa đến giờ rồi, chúng mình lên thớt thôi, đúng không? Nhớ mang theo não nha. No omotte itte kudasai, né? Chuẩn xác nó sẽ là soro soro. Chứ mada mada, đúng không? Ie mada mada desu, có rất quen rồi đúng không? Mama là cũng thường thôi, cũng tạm tạm đúng không? Guzu từ đấy mà kiểu lè mè, cũng thời gian nhưng mà lè mè quá đấy, đúng không? Guzu shinai de kudasai, né? Rồi, chuẩn xác, câu số 5 là bản số 4. Còn câu số 6 nhỉ? Oame de kawa no mizu ga nani nani ie ga nagarasareta. Nagasareta. Đó, nào, câu số 6, Trang. Trang xem đúng chưa ta nhá? Đấy, xem có mang tên ấm nào ba không Trang nhá? Ồ, câu số 6, xin xin đang thấy có phương án 3 và phương án 2 này. Soro soro ji càng đẹp. Đấy, ngày mai rồi đấy. Rồi, câu số 6, vẫn nhiều bạn đã chọn 2 và 3 quá, rất dễ nhầm lẫn đúng không? Thôi, qua cả đây mình bảo rồi đã. Không có chia biệt ly biệt gì đây cả. Nigemat không có đào tẩu chạy trốn gì hết. Đúng rồi, chúng ta phân vân giữa koboreru và afureru. Nhưng đọc kỹ đi ạ. Koboreru thì như kiểu là nước nó mình cái cốc nước nó trào lên ấy, đúng không? Đấy như kiểu là mình cầm không chắc làm cái nước nó đổ ra nó trào ra, đúng không? Thì mới là koborete. Nhìn này chưa, chứ trong trường này do mưa nên nước sông nó dâng lên. Đúng không đã? Mà dâng lên mình phải dùng từ nào các bạn ơi? Đúng rồi, chính xác, đúng không? Mình vừa nhấn đến bạn nào á. Thu hồi comment tạm. Afureru các bạn nha. Chính xác, nước sông nó dâng lên. Nhớ chưa? Afurete như có nước mắt nó lưng tròng mấy dạng dụng này. Namida ka afureta. Afurete kita, đúng không? Đến nước mắt nó dâng trào lên, nó ầng ngập nước chứ chẳng hạn thì nó cũng là afurete. Nhớ. Rồi chính xác, và ngay nhà bị cuốn trôi. Nagasu mình chưa thấy. Nagasareta, đúng không? Ngôi nhà bị cuốn trôi đi. Đúng rồi, tràn ra. Ừ cũng được, đúng không? Đó, thế nhưng mà tùy cách dịch nhưng phải hình dung mình nghĩa của nó. Nhá, cô bô đê đựng là như kiểu mình làm đổ cốc nước ấy, đúng không? Cốc nước bị đổ trào, cô bô sự và cô bô đê đựng. Nhớ chưa ạ? Rồi chính xác, trào và dâng lên, chuẩn luôn. Đấy, mình hình dung rõ nhá. Cái việc dịch câu nó chỉ mang chất tương đối thôi, còn quan trọng là hiểu cái ngữ cảnh của nó nha. Rồi, câu số 7 nào. Mỗi một lần sai thì hy vọng là sensei hy vọng là các bạn sẽ thêm một lần nhớ. Những cái từ nào không biết thì mình thêm một lần biết cái từ đó nhá. Kare wa yume na restaurant de ryori chō wa ryori chō tsutomeru nani nani wo ryori jin desu, đúng không ạ? Đó, vậy chúng ta dùng từ nào đây? Tất cả đều là chữ nhất, đúng không? Anh ấy là một đầu bếp đi, đúng không? Một đầu bếp mà đang đảm nhiệm cái công việc, cái từ tsutomeru đây là chữ vụ mang đảm nhiệm nhiệm vụ đầu bếp nha. Ông trưởng đầu bếp à? Bếp trưởng, đúng rồi, đấy, chính là bếp trưởng, đúng rồi, đang làm ở nhà rất là nổi tiếng, đúng không? Đấy, vậy là một cái đầu bếp thế nào nhỏ? Đều là vị trí số 1 rồi. Nhưng mà Ippang, Ito, Ichi hay là Ichiryu các bạn ơi? Đố biết nào. Nào các bạn chọn gì? Câu này chọn gì đây? Câu số 7 đã nhá. Diễm chọn nhanh quá, đã chọn đến câu số 2 rồi, câu 8 rồi đúng không? À, câu 7 các bạn thấy chọn số 3 và số 4. Nếu số 3 nó là vị trí đứng đầu như các bạn tham gia một cái giải đầu đấy chẳng hạn ấy, mà được giải nhất đúng không? Ichi, ni, i, san, ni như cả marathon các thứ chẳng hạn ấy thì mới dùng cái này. Ippang trong từ Ippang Teki nó rất là thông thường. Ito là giải nhất ấy, là nhất trong kiểu trúng xổ số ấy thì nó sẽ là Ito này. Đúng không? Cũng đều là nhất cả mà. Đúng không? Như trong trận là Ichiryu hàng đầu các bạn nhà. Nhà hàng hàng đầu này, đúng không? Một cái người đầu bếp hàng đầu này, đúng không? Thì có từ Ichiryu. Đáp án sẽ phải là số 4 các bạn ơi.
Đó, bạn nào chọn số 3 để ý, bạn Lan Hương này, Lệ Sang này, đúng không? Hà này, Phương Thu ở cự giải này, cùng cùng với Xe Xe Tấn Tài thế này, số 3 đấy, Ichi có, cũng là đứng đầu nhưng mà đứng đầu trong một cái giải thi nào đấy, đúng không? Trong Marathon Speed Chi Tai Cay đấy chẳng hạn. Đó, vị trí đứng đầu. Còn Ito cũng là giải nhất nhưng mà giải nhất này trúng xổ số cơ. Nhá, nên các bạn lưu ý, đúng không? Những cái đơn vị đếm các thứ là dễ nhầm lắm nhá. Câu số 8 nè. Waitara ochou iremasho. Mình sẽ pha trà các bạn ơi, khi mà nước nó sôi lên. Mình thường mình có cụm từ đun nước, oyu wakasu. Nhớ chưa? Thế nên nước nó sôi lên. Nhớ chưa? Thì mình sẽ dùng số 2. Chang. Đúng là nước nhưng mà phải dùng từ oyu chứ không phải từ misu. Nhớ chưa? Đấy, câu này bị sai mất tiêu này. Mà ngoài từ wakimasu nói về cái nước sôi thật ấy thì còn mà nói về cái bầu không khí nó sôi sục lên nữa các bạn nhé. Sukiyaki này, cái sự thèm ăn, rồi thèm quá, thèm da diết như kiểu nghén ấy, đúng không? Rồi những cái tràng pháo tay nó nổi dần lên, cái không khí nó nổi lên nữa thì cũng dùng từ quá cự. Ngoài nghĩa đen là sôi nước sôi ra thì còn gọi sôi sục nữa các bạn nhá. Rồi chính xác là dùng oyu. Rõ ràng phải đun cái nước nó lên thì mới thành oyu được, nhưng không. Cụm từ nó là oyu ga waita hoặc là oyu o wakasu, đúng không? Đun nước nhá. Rồi chính xác, quá cự bạn ạ, à. Chứ nghĩa gốc của nó từ quá cự. Đấy đúng không, đấy thì đấy tạ từ này học trong N4 nha. Cái bình đun nước này, cái gia căng ấy, gia căng quá ở tổ oyu o wakasu no nichikau, còn nhớ cái đấy không? Đấy, cái bình nước này là dùng để đun nước nóng đúng không ạ? Đấy, thì đun cái nước nóng mà chứ không phải đun cái nước bình thường mi dự lên nhá. Rồi trước khi mình sang câu số 9 nào, câu này dễ nhầm này, các bạn N2 là đoán là còn dễ nhầm hơn các bạn N3 luôn, thử xem sao nào. Otoshiyori o nani nani okane o toru hansai ga fuete ikimasu, kiyotsukete ne. Đó, nào trong câu này nè, chắc chắn là sẽ có người bị nhầm luôn. Nào, câu số 9 các bạn chọn gì đây? Câu số 9, câu số 9 đúng không? Câu số 9 các bạn chọn 4 này, chúng mình có các từ gomakasu, để tố uramu đúng không? Urande đấy đúng rồi, yamashite. Rồi, chính xác, đúng không? Đấy, câu này mình thấy dễ nhầm từ gomakasu. Nhưng mình giới thiệu thêm một cụm từ là toshio gomakasu desu, đúng không? Tức là nói dối tuổi ý, nhìn thấy chưa? Đấy, em mới 18 cộng, đấy, kiểu kiểu thế chẳng hạn, đúng không? Thực ra là ba mấy, bốn mấy chẳng hạn. Đó, thì gọi là toshio gomakasu. Đó, như trong trường này là lừa dối đây otoshiyori, lừa gạt những người già, trẻ nhỏ chẳng hạn ấy. Thì đây là otoshiyori damasu. Mà các bạn rất nhanh nhầm với từ damaru, công nhận không? Đấy, đàm ma được, đàm ma đệ, trật tự nhá, đúng không? Như đàm ma sự đúng không? Thì là lừa gạt, đi lừa, đúng không? Đó chính xác, là lừa những cái người lớn tuổi, cao tuổi để mà cướp lấy tiền của họ ấy. Nên mà chúng ta cảnh giác chú ý nhá. Chính xác, câu số 9 đáp án sẽ là số 4. Dễ nhầm với một vài từ vật ý xem xe nha. Ừ đàm mự là hận này, yamasu được để làm phiền. Câu số 10 thì sao? Câu số 9 đáp án 4 chính xác. Chúng mình sang về câu số 10 nhá. Akarui kanojo wa class no ninki mono da, là một người rất hot ở trong lớp đúng không? Về bạn đấy có cái gì rất là sáng sủa nhỉ? Em nhầm thành một đấy, biết ngay mà, đúng không? Thấy chưa Trang? Trang cô bảo là thảo nào các bạn N2 học nhiều quá đôi khi còn dễ nhầm hơn. Thì có cụm từ toshio gomakasu, nói dối tuổi, đúng không? Như đây otoshiyori damasu, lừa gạt người cao tuổi, nó khác nhau nha. Bạn Quang Thiện này đang chọn phương án số 1, xin đi, tâm lý, đúng không? Nghe có vẻ người đấy rất là tâm lý này nọ, nhưng có từ akarui, đúng không? Đó, chính xác, nhớ cùng từ otoshiyori là ma sự, rồi toshio gomakasu, nhớ luôn các bạn là trung học nha. Đúng rồi, chính xác, thì đây phải là tính cách chứ, có tính cách rất là vui tươi nhá, thì tính cách sáng sủa, tối sủa khó nhở, đúng không? Thì đấy, căn phòng sáng tôi cho tính cách người ta sẽ gọi là vui tươi hồn nhiên, đúng không? Đó, ok, cô mời đáp án số 3 nhá. Shindi, seishin là tinh thần này, jindui là chữ nhân loại này, không đúng, chuẩn xác. Chúng mình đến với câu số 11 nào các bạn ơi. Câu số 11 xong lát nữa chúng mình sẽ đến với phần dấu sao các bạn nhé. Để xem những bạn nào ngại dấu sao, sợ dấu sao thì về với đội của Mai Lan trên xe nào. Đó, mà cô chắc chắn là trong ngày mai các bạn sẽ ứng dụng được ngay, đúng không? Từ vựng tìm muôn hình vạn trạng lắm, đúng không? Nhưng mà phần dấu sao, những cái phần ngữ pháp mà áp dụng trong dạng bài dấu sao, đúng không? Chắc chắn là các bạn sẽ áp dụng được. Rồi, tiếp theo chúng mình đến câu 11 nhé. Kenkon no tame ni mainichi undo suru yo ni shite masu. Đó, vì sức khỏe thì hàng ngày mình sẽ luyện tập, ừ biết rồi, những luyện tập kiểu gì? Narubeku surehoro kanarazu shimo wa naruhoro. Đúng không? Kotai wa? Câu số 10 chọn 3 là đúng rồi, vậy câu số 11 thì chọn gì đây? Chuẩn xác.
À đấy nhìn nhầm đấy, đang nhầm câu 10 với câu 11 đúng không? Na được đề cử hoặc đề ký được đa kê thì được họ nhỉ? Đúng không? Nỗ lực hết mình. Số đôi độ là không đến mức vậy đâu. Na được độ nè, ừ công nhận đấy. Thảo nào đúng không? Đó. Canada sự chim mối thì lưu với xe nhá. Canada sự thì là chỗ này chúng ta trong tất yếu nhất định sẽ. Nhưng Canada sự chim mối thì lại chưa hẳn là. Đó, thêm một cái từ thôi là nó biến định nghĩa ngay nên các bạn lưu ý nhá. Ừ. Rồi, chính xác, chúng mình đến câu số 12 nào. Ninki kashiyo ga deru konsato no horu wa nani nani datta. Rất nhiều chữ mãn ở đây, đúng không? Đây, cái hội trường của cái buổi concert mà xuất hiện một cô ca sĩ rất là hot, đúng không? Anh Sơn Tùng MTV hay Mỹ Tâm gì đó chẳng hạn, đúng không? Thì nó thế nào? Man, manin, manjoku, manshitsu to ka mankai, doko ka, minasan. Có N2 buổi chiều nhá, cũng sẽ hẹn các bạn N2 buổi chiều nha. Rồi đấy, Lan Hương chọn số 3, như kiểu là phòng nó hết phòng rồi chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, trong một cái lớp học đấy chẳng hạn, hết phòng rồi, kín phòng rồi, thế là man xịt trừ. Man xuất cự mãn túc, thỏa mãn. Man cai thì chúng ta nhớ trong mùa hoa anh đào ấy, đúng không? Nó sẽ nở rộ đi, man cai, đúng không? Nở hết rồi, thì trong chật phải man in, đầy người đấy rồi, thì nó phải là từ này cơ, chật kín luôn cũng được. Nhớ, nên đáp án phải là số 1. Phương Tư chọn 2, dạ không đúng rồi Thu ơi, bạn Thu Phương à, đúng không? Đó, bạn Lan Hương ở này, ít bạn sai rồi nhá, bạn Vân cũng chọn sai này, ơ kìa. Hằng ơi, ok, cấm được chọn sai nhá. Rồi, chuẩn xác. Rồi, câu 12, bạn Lê Quang Lê à? Vâng ạ, à, hay lắm. Mạnh dạn phanh cả 4 phương án luôn, 1, 2, 3, 4, hay lắm. Chiều chắc là sẽ khoảng 4 giờ nhá, 3, 4 giờ từ đó, để các bạn tranh thủ có thể đi làm về, hoặc là trước khi mà tan làm thì mình học cùng với sensei nhá. Dạ, yeah, chị ở buổi tối thì sensei hứa hẹn với các bạn là cả N3, N2 là sensei đưa ra những cái mẫu ngữ pháp mà nó cứng, có những dấu hiệu để chúng ta có thể chọn nhanh hơn nhớ. Ừ. Nào hai buổi chiều nay nhớ. Nào tiếp theo đến một câu 13 nào. Tô chô sen den ki ga kiete heya no naka ga nani nani ni natta. Nhìn thấy chưa? Nào như N3 cũng có thể, mình đang livestream N3 nhá, nhưng hoàn toàn các bạn N2 có thể xem nhé. Và những cái việc phân chia từ vựng N2 N3 chỉ mang chất tương đối thôi, đúng không? Nhà ư chào Phúc. Ngày gặp nhau mấy lần chán luôn. Ừ. Lại gặp nhau rồi. Ừ, đây có những bạn rất 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 chăm chỉ, đúng không? N nào cũng xem, đúng không? Phúc còn xem cả N5, đúng không? N4, N5 của Linh Sensei nữa cơ mà. Ừ. Nào, câu 13 chọn gì? Xem có ai bị sai không nhá? Ủa, tự nhiên biển bị tắt tẩy, đúng không? Thì căn phòng tối thui ra, đúng không? Nhưng mà khư đồ. Đó, rất nhiều mọi câu 13 các bạn đang chọn số 1, thấy chưa? Tỉnh táo lên nào. Mặc khư đồ, đúng không? Là đen thui. Nhưng mà trong trường này căn phòng khi mất điện thì nó không đen thui nhá. Ai đó đi biển về tắm nắng cái thứ dùng đen xì ra chẳng hạn ấy thì mới là mặc khư đồ. Rồi đúng không? Rồi gì nhỉ? Matsido trắng toát. Ôi cô ơi, thì có bóng người nào mặc cái bộ áo trắng toát đằng sau cô ấy, đúng không? Rồi mặc đỏ chót là gì nhỉ? Đỏ lòm đỏ chót, mặc cả chứ không phải mặc aka nhá. Rồi có từ nào nữa? Xanh lè ấy, đúng không? Đấy chính xác thì không phải là mặt AO đâu nhá, mà nó sẽ là mặt sao số 4 này. Đó, lưu ý hai cái từ là đỏ lòm với cả xanh lè ấy, thì nó không phải là akai với cả AO, mà là mặt cả với cả mặt sao. Nhìn thấy chưa? Còn mặt sư gự thì không liên quan rồi nhá. Thẳng ruột luôn, đúng không? Đi thẳng ạ. À. Mặt sư gự cự. Đây là mặt kura. Kura ấy các bạn ơi là tối, đúng không? Vậy mặt kura tối thui, chứ không phải là đen thui. Nhớ nên đáp án chính xác của chúng mình phải là đáp án số 2. Em định chọn 2 thấy chưa? Đấy, tâm lý không vững là hôm nay có thử thách về mặt tâm lý nha. Đúng không? Em định chọn 2 thì các bạn chọn 1 em theo các bạn, đúng không? Đấy, không theo tác giả gì cả, đúng không? Mà cứ theo bản thân mình. Không theo bản thân mình, theo đứa bên cạnh là hỏng rồi. Nhớ. Rồi, ok. Makura chính xác, đúng không? Đấy, ghi ra cho nhớ nhá. Mai thi rồi mà quên sạch làm sao được, nói thế. Bao nhiêu công chúng mình học với nhau, các thứ mới bảo là quên sạch rồi là không ngọt được nhá. Ê, hito no nani no iu no wa yameta hoga ii. Bỏ ngay kiểu nói xấu người khác đi nhá. Đúng rồi, makura, tối thui, đen thui. Đấy, mặc dù đen thui tiếng Việt cũng giống, nhưng không có đen xì nhá. Mà căn phòng không đen xì được, chỉ có chân người, ví dụ đi tắm nắng mà sao đen xì thế kia nhá. Ừ. Rồi, câu 14, bỏ qua câu đấy đi, chúng mình đến với câu 14 cho nó nhẹ nhàng nào. Rồi, chính xác, đúng không? Chúng ta Ichigwaru, đúng không? Chữ tâm địa ở ác này, đúng không? Là kiểu như là người xấu bụng nhá, đúng không? Rồi, Kujo với cả môn cự giống nhau đi, đều là những lời phàn nàn, than phiền thì đó, chẳng hạn. Thì đây là Warikuchi, Waruguchi, đúng không? Warikuchi có nghĩa là nói xấu người khác, không nên đâu nhá. Mẹ em bảo nói xấu là hư, đúng không? Chào Diệp Phương, đây mở lớp N3 đây luôn rồi. Mở lớp kiểu gì cũng là mở lớp, đúng không? Mình có thể có những cái lớp dạy trực tiếp cho các bạn này, đúng không? Có những lớp livestream này, đúng không? Này có những cái video này để có thể up trên YouTube để đồng hành với các bạn này chẳng hạn, đúng không? Kiểu nào chúng mình cũng sẽ có cách để học với nhau.
Nào, câu 15 nào, bỏ qua câu 14, chúng mình đến câu 15 nào. Rồi đó, cứ chị cá rất đấy là những quán dụng ngữ bạn Tuyến nhá, đúng không? Cứ chị cá kurui, trời ơi cái đứa rất là tơn hớt, nhỏ tiếng Việt mà có từ tơn hớt tức là đấy, nói chưa nói nó cái lập tức nói đứa khác luôn chẳng hạn, đúng không? Đã ngược lại với cả cứ chị cá ô môi, đúng không? Rồi, câu 14 chọn gì đây? Câu 14 số 3 xong rồi, đúng không ạ? Chúng mình sang đến câu số 15 nhá. Kino wa samakata ga kiểu ạ, kino yori katatakai desu. Ngày hôm qua thì lạnh phết hạnh nhưng mà hôm nay so với hôm qua thì cũng ấm ấm rồi, cũng ấm ấm hơn rồi, đúng không? Câu 13, Vinh Sàng ơi, câu 15 chọn 1 à? Sukari tiện, sẽ nói thêm về từ sukari nó cho dễ nhớ luôn nhá. Để sai một thể luôn này. Sukari là hoàn toàn, nhưng mà nó hay dùng không toàn toàn, không phải giống sapari nhá. Như sapari wakanai, đúng không? Như rồi sukari cũng là hoàn toàn, như cảm thấy rất là sảng khoái, dễ chịu, đúng không? Nhưng mà Sukari nó lại mang nghĩa là Sukari yokunatta, khỏi hẳn rồi. Sukari wasureta, quên hẳn luôn ấy. Sukari chitta, đúng không? Rơi hết sạch, dụng hết sạch rồi. Đấy, thì nó mới là từ Sukari. Nên là, đúng không? Đấy, Quang Thiện cũng chọn một là sai mất rồi này. Đúng rồi, chứ nên ý là thường xuyên là chữ thường luôn nhé. Thực nôn ý là các cự, đúng không? Là dù sao đây nữa, dù thế nào đi nữa, đúng không? Để đai bự bằng cái từ Kanari cũng được đó các bạn ơi. Đai bừng, đúng không? Đó, đai bự atatakai, chính xác. Nhá, nên lưu ý dân xe nhá. Những câu từ cứ tưởng dễ mà thỉnh thoảng sẽ có những bạn sai đây này. Câu 16, これはゴミ箱ではありません。ここにゴミを何々しないでください。Rồi ôi, rác thì chỉ có vứt rác còn gì nữa, đây không phải thùng rác đâu, nên là đừng có mà ném rác vào. Thôi không phải bàn nữa, nhớ. Nó sẽ là số mấy đây? Số 4 các bạn nha, sự tên này đấy, đúng không ạ? Rồi chính xác đúng không? Chứ còn nage là ném, nhưng mà ném bóng cơ, nó bô được ôn nage được cơ, chứ không phải là gì gomi phải để sute hoặc đá sự ấy, nhớ không ạ? Hido thì nhặt, em nhặt tiền ạ, em xuống nhặt tiền là em sẽ okane hido, đúng không? Chứ cao thì là sử dụng cái gì đó nhá. Rồi may quá, chính xác, hầu hết đều đúng rồi, rất tuyệt vời luôn. Dạ, chiki câu 17 nào. Yeah, chiki designer. Đó có design và designer nào mê sát sự, đúng không? Mê giá chi tế được cả đều á. Yahari fukusho no nani nani ga ii. Đúng không biết câu này như thế nào nè. Các bạn tiếp theo chọn số câu số 17 cho sensei nào. Đó. Ủa? Mạng hôm nay có ngon lành không các bạn ơi? Các bạn vẫn đang xem được của sensei đúng không? Rồi câu số 17 đó. Thấy 1, 3, 4 rồi đây này. Có ai chọn 2 nốt không? Tôi giải thích một thể luôn nè. Đó, cứ vào katakana là thỉnh thoảng lại đơ từ đây đúng không? Đấy, anh ấy đang nhắm tới cái mục tiêu là sẽ trở thành nhà thiết kế. Quả nhiên là thế, đúng không? Thế nên là cái gu ăn mặc, mình chỉ có từ là gu ăn mặc rất là xịn trò đi. Fukusho no sensu ga ii, đúng không? Cái phương án mà các bạn bỏ qua. Dạ vâng ạ, à. Các bạn chọn một hay lắm. Các bạn chọn 3 như bạn Lan Hương này. Các bạn chọn 4 như bạn Mơ Sàng, bạn Lượng Sàng này, đúng không? Nhìn thấy chưa ạ? À? Đấy, 3 hay 4. Dạ vâng, như đáp án của chúng mình đó là sensu ga ii, là cái phương án các bạn bỏ qua đó. Đó đó đấy, Diệp Phương chọn hai đúng rồi, đoán mò thôi à. Fashion thì liên quan đến thời trang, chắc là fashion nhở, nhưng mà không ạ. À, đúng không, không phải thời trang quần áo được, bản thân fashion đúng không, nó là thời trang rồi. Sư dự lại càng sai nhá, đúng không? Đấy, chuyện nó là một loại fashion rồi đúng không? Kara là màu sắc thì không thể được đúng không, màu sắc tươi sáng tối mò thì đấy cơ. Sen sự gái y đây là mình chỉ có gu đây này, mang tên là đấy, từ lúc là chưa thấy mang tên đâu nhá, nhưng câu này là sai, chưa ai đúng này đúng không? Khi mà các bạn loại hết thì bắt đầu mới chọn số 2 này đúng không? Nhưng mà lên đa trần này số 2 đúng rồi đó. Biết thêm từ mới nha, sensu gai có gu ăn mặc, nhớ nhớ sensu gai để cho chuẩn xác chưa. Rồi không sao, sai thì là mình học thêm từ mới đúng không? Và mai và giờ từ này thì làm sao mà sai được, không qua cô Lan mà mắng xong nhở. Nhá, chúng mình đến với câu số 18 nào. Atarashi seikatsu ni wa mo nani nani ka. Trời ơi, câu này để bạn nào N5 nhỉ, và làm hộ trên xe với nào, chắc là cô cho nhầm đề sao ấy. Đúng rồi, sensu gai có gu đúng không, có mắt thẩm mỹ thì được, nhưng mình dịch có những từ nó sát với tiếng Việt một chút để các bạn có thể dùng được nhá. Đấy, bạn ấy mặc ăn mặc có gu đấy, da gì và này nọ đấy đúng không, có khiếu thẩm mỹ đấy, kiểu có mắt thẩm mỹ thì cũng dùng được nha. Rồi bạn nào N5 N4 vào đây làm hộ sensei câu này với nào. Cả các bạn nghĩ là chắc là game không đơn giản thế này đâu, mình quyết tâm là tăng độ khó cho game nhá. Đúng ạ, câu 18 chọn gì? Ai niêu no seka trở nên naremasta ka, đúng không? Bạn ơi, bạn đã quen với cuộc sống ở Nhật chưa? Chính xác, không để sai được đấy, có lỡ chọn sai là thôi rồi đấy nhá. Không thể sai câu này luôn đúng không ạ?
Rồi, chính xác chứ không phải hanare là sự cách rời đây này. Narimasu của trở nên trở thành hoặc kêu lên này. Naraimasu là học này. Đúng không? Câu này không sai được nhá. Bỏ qua luôn. Em mạnh dạn lắm mới chọn đoán là một đúng không? Rồi cái này phải đoán mò ấy. Đúng không? Chứ không thể nào chọn được số 1 được. Rồi, sang câu 19 đi chứ câu nào dễ là cứ ở mãi đấy làm gì, đúng không? Nha. Nani nani ga kibishi kate de soratta kanozo wa ichimo reigi tarashi. Đó, câu này này. Thì chậm lại một chút nào chứ câu số 18 này. Nihon no sekatsu ni narimashita ka? Comment lại làm gì, đúng không? Chúng mình cần cái phương án của câu số 19 cơ nhá. Nào, dịch chính xác vào. Đấy, tôi biết ngay mà. À đâu, tại vì là cái bàn nó bị rung rung bạn ạ. quay xe ki suất cực kỳ bc, không ai nói ki suất cực kỳ bc cả, đúng không ạ? Rồi ki chư yoi cái gì đấy chẳng hạn ấy, những quy tắc nó rất là khắt khe. Nhưng dạ không, trong trường này là gì đây, cô ấy được giáo dục, được lớn lên trong một gia đình mà có cái gì rất là nghiêm khắc nhỉ các bạn nhỏ, không phải ki suất cực nha, đúng không? Mà phải là gì, đổi án, đổi phương án, đổi phương án. Số 1 là sai rồi, số 1 là sai rồi các bạn ơi. Chuyển chuyển nào, quay xe gấp đi nào. Ơ kìa, ơ kìa gì? Đấy chưa? Ơ kìa gì? Nào xem chọn gì nào? Đó, yakusoku cũng không nha. Đúng không? Gakushiu cũng không nha. Vấn này có từ shitsuke. Đừng nhầm là từ shitsuke nhá. Đúng không? Shitsuke là độ ẩm của thứ chẳng hạn. Thì phải độ ẩm nhiều ít. Ôi tôi bảo sukunai. Nhưng shitsuke nó là những cái khuôn phép ấy. Đúng không? Đấy, gia giáo à? Ừ, mình dịch là gia giáo đấy. Được nhỉ? Sự giáo dục, đúng rồi đấy. Gia giáo, đúng không? Nếp gia phong à? Ừ, đúng rồi đấy. Mình tức là cái cách giáo dục nuôi dạy con cái chẳng hạn ấy. Nó rất là kibishi. Đó, thì có thể là gia phong, đúng rồi. À, không được mang tên rồi. Đấy, thấy chưa? Dạ, chốt phương án số 2. Gakushu, việc học tập nó kibishi. Dạ không ạ, à, đúng không? Cái regitarashi, tức là cái phép tắc lễ nghi bạn ấy rất là chuẩn chỉnh chẳng hạn ấy, thì không liên quan đến việc học tập. Nhớ, dạ chốt phương án số 2, shitsuke chứ không phải là shike đâu nhá. Đừng nhầm từ đó, đúng không? Đó, thì đấy là cái khuôn phép gia đình, cái gia phong, đúng không, trong gia đình. Dạ vâng, gia giáo, vâng, cảm ơn các bạn. Khó ăn đấy, đúng không? Chứ bây giờ cái nào cũng làm được thì nói làm gì nữa, đúng không? Câu nào tụt trong tầm tay thì mang đi thi lại bảo là ừ, tại cô Lan cho đề dễ nên em không nắm được, đúng không? Quay xe 3 lần mới đúng à? Thế này ra biển hết rồi, ra đảo hết rồi. Không sao, hãy nhớ trên xe này, câu nào mình đã biết là mình tự tin hơn. Còn những câu nào khó khó một chút, từ lúc bây giờ chúng mình làm 19-20 câu đúng không? Thì chỉ có 2-3 câu là nằm ngoài cái phạm vi mình chưa biết đến. Thì đó, à thế thì hôm nay mình học thêm rồi. Ngày mai nếu vào nó mình không sợ nữa, đúng không? Rồi, gia giáo khuôn phép chính xác, shitsuke ga kibishi, chuẩn luôn nhá. Nờ chưa nờ nào nó dễ ăn bao giờ cả. Cái gì phải có sự dày công học tập nhá. Nào thử câu này nữa nào. Ô isogashii tokoro nani nani kite itadaite moshiwaki arimasen. Em ngại quá đúng không? Đó. Câu 20 chọn gì đấy các bạn ơi? Câu 20 nào. Đó, lại bắt đầu đấy, thấy chưa? Chết rồi, đến đoạn cuối là tự nhiên cô lại đang cho nhầm hay sao các bạn đã chọn sai hết rồi thế này. Câu 20 chọn gì? Em cũng loại trừ mình nghĩ là hơi hên nên không chọn một. Anh bận thế này mà lúc nào anh cũng đến với em, đúng không? Ai đấy, nên bạn Tuyến này mạnh dạn lên chọn 1, 2, 4 khoanh đủ 4 phương án luôn, đảm bảo ăn luôn, đúng không ạ? Ai câu này trời ơi, chúng ta có 1, 2, 4, các bạn dịch như nào hộ cho xe cái tái e dự là gì nhỏ, không ngừng. Tái e dự thực ra âm hán Việt của nó chính là chữ tuyệt ấy. Tuyệt là trong tà tái e độ, tức là tuyệt là dừng lại, đúng không? Trong kiểu tuyệt đối hoặc tuyệt mệnh giới chẳng hạn, đúng không? Nhưng dự đây là không, tức là không dừng lại, tức là lúc nào cũng, nhưng mà kiểu thường xuyên ấy, kiểu như vậy, đúng không ạ? Sư đề ý thì bằng với mô. Công nhận ông đã làm đã thế nào đó này. Mà tạo quá là hoặc lại càng không liên quan. Nên đáp án ở đây phải là số 1, tabi tabi. Đúng không? Rất hay ạ. À. Đúng không? Anh bận thế này mà cũng rất hay, chúng ta có thể qua ra có thể hợp lý hơn nhỉ. Đúng không? Như trong trường tabi tabi hoàn toàn được mà. Đúng không? Đó, lúc nào cũng rất là đã đến đây với em, đúng không? Đấy, thường xuyên đúng không? Đấy, thường xuyên đến với em, em vô cùng là ngại quá thì mất thôi. Dạ, đáp án của chúng mình câu 20, đáp án số 1. Đến thời điểm này Sensei vẫn đang nhìn thấy rất nhiều phương án 4 và 3, 2 nhiều hơn cả phương án 1. Có Quang Lê này, bạn hi hi, cái là có thể hi. Nán đổ mố, ủ cầu đến nhiều lần, chính xác, ok cảm ơn bạn, chính xác rất nhiều lần, chuẩn xác luôn. Đấy, không mang tên được đúng không Phúc? Dạ, chốt phương án số 1 nhá, tabi tabi. Đó, còn tài ê dự phải là liên tục cơ, nó không dừng lại, tức là liên tùng tục cơ. Nhưng đây nó sẽ là thường xuyên, nó hay hơn nhá, chuẩn xác. Toang rồi à, không toang, toang làm sao được nhá. Dạ mình thiếu gì đấy các bạn ơi? Nani nani ga fusuku chite imoto ototo wa daigaku o sutsuge o suru koto wa dekinakatta.
Vâng à, hôm qua cô đọc tên theo kiểu là Quang ơi sao lại sai đúng không? Thì mày đọc tên mạnh lên đúng không? Vâng ạ, à, mỗi Quang đúng và một Quang một vài bạn khác, số ít lại nằm trong số ít những bạn chọn đúng cái câu 20 vừa rồi. Được chưa? Đủ to, đủ rõ ràng chưa? Thật đấy, ai mà chọn 4 là phải chửi mạnh lên thật đấy chứ còn gì, nó mắc tạo hóa đúng A hoặc là B đúng không? Trời ơi. Gáy lên em, mình có quyền mà, mình chọn đúng cái nó mình nói gì chả đúng đúng không ạ? Ôi dồi ôi, không đủ luận văn à, chưa biết luận văn gì đấy cơ, trời ơi đúng là sụt chữ kiểu mà không tốt nghiệp được là chưa biết luận văn, nhưng mà phư sức cự mà này, không biết là trời ơi, trung tâm mình ở Lê Trọng Tấn đúng rồi em ơi. Đến với trên xe nào. 21 đúng không, các bạn chọn 3 là sai nhá, ra đảo nào, rất nhiều bạn chọn 3 luôn. Bắt đầu thì gọi cho bạn nào, Tuyến này mình vâng ạ, xin được phép gọi tên các bạn. Vị Sàng này đúng không? Ừ, gạo Nhật hay gạo ta thì cũng bị sai mất rồi này. Đúng không ạ? Kiều Loan này, Tuyến lại à, ai là Lễ Sàng này đúng không? Như Quỳnh này, Trần Phú này, Tu Phương, Hà Phạm, Mỹ Nguyễn. Dạ vâng ạ, chào các bạn nhớ. Trăng nữa rồi ơi, đúng không? Đáp án ở đây phải là gì? Câu 21 của chúng mình đó là từ Tani, đơn vị. Nghe đơn vị thì chắc là không ra được, thiếu đơn vị. Dạ vâng, mình phải dịch là học phần các bạn ơi, tín chỉ ạ. À. Đúng ạ, à, hãy nói đây đề nó hay. Dạ em ơi, đây là N3. Một cái từ ô tín chỉ tan đi, cô nhớ học trong N3 mà. Đúng không? Lại quay xe sang một cũng ra đảo hết. Cô ghi là bài giảng mà. Ô kìa, cả đây là những cái chủ đề, những cái bài tập đi cũng được đúng không? Cả đây là đa sự đúng không? Đưa cho những cái bài tập các chứ chẳng hạn. Rôn bưng có phải các tự cơ. Ô kìa mình ơi. Đấy, vì các bạn thứ 4 ấy, thấy chưa? Đấy là một cái quá trình trong các bạn học phần vựng. Bao giờ lợi thế của người Việt mình khi học tiếng Nhật là có phần âm Hán Việt. Nhưng đấy, này thì âm Hán Việt này, em cứ dịch là đơn vị để làm sao ra được nghĩa của nó. Nó là tín chỉ, nó là học phần ạ. À. Mình không đủ tín chỉ nên không ra được trường đó. Đáp án là số 4. Học N1 là N3 của sai phải chửi. Dạ vâng, Tani, số 4. Đúng không? Từ này biết mà. Đúng không? Nhưng tại sao một cái thế lực nào đó khiến cho các bạn quên nghĩa của từ này vậy? Ôi giời ơi, thấy chưa? Toang 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 không sao cả đúng không? Toang thì mình làm lại không sao nhá, chỉ một vài câu toang thôi. Đó, thì sẽ phần từ vựng ấy, lưu ý trong cách học từ vựng, mà sau này mình đã học N3 đúng không? Sau này các bạn học lên N2 nữa, lưu ý trong cách học từ vựng. Chứ bạn có cày nát từ cái Mimi cả là thêm cả bổ sung thêm Somatome, bồi thêm cái Speed độ Master, thấy Senpai bảo Tango cũng hay, làm quyển nữa, Shinkansen cũng được đúng không? Trời ơi, thế thì hỏng nhá. Đó trời trời như thế thì á, có học mãi như thế cũng không hiểu nghĩa của bản thân tân từ đấy được đúng không, phải dùng đúng ngữ cảnh chung, chỉ có một mà là nghĩa tiếng Việt song song với nghĩa tiếng Nhật là gì nhớ chưa. Đấy mai cô kéo tụi em về nhé, em sợ ra đảo một mình lắm. Đề thi mà trúng đề vậy dễ ra đảo rồi, trúng đề này thì phải ở đảo chứ, phải ở trên bờ chứ, vì hôm nay cô đang dạy cho các bạn đây rồi. Nào không mang về được cái túi bóng là còn cái nịt em ạ. Lộn đâu mà lộn, nào tan đi học rồi còn gì nữa đúng không, nào có hay hay câu này là vẫn đều lộn nên thua chán luôn này. Phải biết cách phải loại trừ đi, vừa rồi giả sử trên xe có cho những cái từ mà nó không phải cho đâu, từ nó mới mới một chút mai vào nó là xong ăn là ăn được này. Hôm nhỏ năng kem mốt mà quạt tệ giặt tổ nani nani hanat ở hôm ngốc để tụi mình chơi kẹt ạ. Câu này chắc không sai, này 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 hãy nói với tôi là câu này các bạn không sai được không. Bạn Yuki chọn số 1 này, ai nữa để gọi tên nốt nào. Nữa không nào. Đó, Eranda, ừ chắc là chọn sách gì đấy chẳng hạn nhỉ, như tìm cái quyển sách mà mình đã chọn chọn rồi thì chọn gì nữa. Mà yốt tên mình phân vân vào học xong nhá. Kê xê được là mình xóa đi tẩy đi. Dạ không, mà đáp án sẽ là Sagashiteta. Ô kìa. Đấy, đúng không? Không sao cả, mình dự đoán nhưng nó chỉ mang N2, N3 chỉ tương đối thôi. Còn thực ra người ta cứ thường bảo gì đấy, học N2 sẽ đỗ ở N3 đúng không ạ? À? Đấy, những bạn nào mà giả sử đợt N3 mà dù chưa may mắn nhá đúng không, hãy vào đội của sensei, vào đội N2 của sensei, giả sử bạn có thi lại N3 đảm bảo ăn nhá. Rồi chúng ta thấy khó chưa đúng không, vừa rồi thấy cũng làm các bạn hơi hoang mang à, chết rồi đúng không, nhưng không sao cả, bây giờ chúng mình sẽ đến phần hoang mang hơn, đó chính là à vẫn còn phần từ vựng này, xin lỗi các bạn thêm một vài từ nữa nhá. Đang phần này đang hăng năng đang đang thích đúng không, thêm nữa nào, tiếp 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 tiếp. Trang ơi, tém tém lại Trang ơi. Câu này hên em ở đất liền, đấy hên là đi thi mà trông chờ mà hên không nhá. Đúng không? Đi thi mà trông chờ mà may mắn này, trông chờ mà đứa ngồi đằng trước, đứng ngồi bên cạnh là không ăn thua nha. Đấy và comment ở hai đây, comment tự tin hơn hẳn, vẫn sai có câu đấy còn gì.
Nói thật với các bạn, đương nhiên mình chỉ dự đoán mang chất tương đối thôi. Thực sự mình vẫn muốn các bạn là trong quá trình học bất kỳ cái nào nào nó phải có cái dự một cái lộ trình. Ngay cả bạn tự học cái chăng nữa, đúng không? Hay là bạn học từ bất cứ một sensei, một senpai hay là một cái trung tâm nào chăng nữa, mình có cái sự chỉn chu trong quá trình học. Để không chỉ lấy cái bằng đâu mà mình còn sử dụng, ứng dụng của nó nữa nhớ. Chứ còn không phải là dự đoán là sẽ mong nó trúng vào thế này, trúng vào thế kia. Nhớ, thực sự với bản thân sensei sẽ là như vậy đó. Nha, nào tiếp theo mấy câu nữa nào. Câu chuẩn chưa? Đây là trước ngày đi thi đúng không? Nihongo no doku shiken no mai ni Mailan sensei đúng không? Ai tango no desu ne, tango ego no desu ne, Mailan sensei no tango isshokenmei o ni. Nó làm gì là isshokenmei ni, làm sao? Oboe được. Công nhận không? Mình dùng từ oboe được đấy vừa nói xong. Trang ơi tem tém lại nhá. Lúc nghe được lúc không. Rồi, ok, thì câu này nó phải từ anki bằng từ oboeru, ghi nhớ nhá. Chính xác, chứ rất nhiều cái ki ở đây, nhưng mà ki đốt tự thì là gì? Ký lục có thể là ghi chép, cũng có thể là gì? Kỷ lục nhá. Ki niu là điền vào, xe sộ như kiểu cái có từ genko với cả xe sộ ấy. Xe sộ là một cái bản đã hoàn thành rồi, đúng không? Sạch sẽ xong xuôi hết rồi nha. Chính xác, bằng từ oboeru trong từ anki đây. Câu 24 nào. Oya wa kurumo no nani nani wa tanoshimi ni shitari, shinbai shitari suru. Đấy, bố mẹ cũng háo hức chờ đợi về, trông mong về cái gì của đứa con, và cũng cả về cái gì nữa nhở, cả lo lắng nữa, đúng không? Câu 24, các bạn đang chọn số 2. Câu 23, bạn Kiên chọn kia đốt cử, chắc là nhầm rồi đúng không Kiên ơi? Sai nhá, câu 24 đúng rồi, Sorai đang rất mong chờ, trông đợi về tương lai của đứa con nha. Cho nên hôm nay Nichi vào ngày sau và nghe học đến như không mà đây Nichi nó sẽ là bằng đến Nhật đấy, Nihon Nikita đó. Từ đây các bạn rất dễ nhầm luôn. Genjitsu hiện thực này, Kako là quá khứ này. Đáp án số 2 nhá, không được sai. Câu nào dễ thì mình sẽ đẩy nhanh lên một chút nhá. Câu 25 nào. Đấy, giờ này hơn 200 bạn ngồi học với sensei đúng không? Chứng tỏ là những lúc mà bắt đầu thi nó thi xong chẳng hạn này đúng không? Thi gọi thi xong N3 chẳng hạn là sẽ học tiếp với N2 đúng không? Theo kiểu cực học. Đấy, lúc đấy cứ từ từ thong thả, em bạn đi chơi với người yêu, đúng không? Em bạn đi thăm thú chỗ này chỗ kia, đi shopping lướt TikTok đúng không? Shopee này nọ cơ, không học với sensei đâu. Em chờ đến sát ngày thi đúng không? Em mới lo lắng bắt đầu em mới đi học thì không ổn nhá. Nào, câu số 25 nào. Câu 25 chọn 3 đúng không? Đó, cũng là Kechi, Muri, Wazuka. Rồi, câu 25 chính xác, Tashika. Bạn phân biệt giúp thầy xem Tashika và Tashika ní nhá. Từ này có trong N3 đấy, đúng không? Tashika ní, cũng công nhận như thế thật đấy. Mình đưa ra những cái quan điểm mà đồng nó tương đối, nó giống với cả cái người khác nói ấy, đúng không? Đó, mà hay dùng trong cái tập hiệu, hay dùng cái này này. Có lẽ thế này nhở, nhiều người bảo thế này, tôi công nhận đấy. Đó, người ta dùng là Tashika ní. Nhưng thực ra, Shikashi lại thế kia cơ. Nha, yeah, đồ chính xác. Thì Tashika ní ở Tashika trong trường này là gì nhỉ? Ồ, cái tin đó, cái thông báo đó là thật hay là chỉ là kiểu như là cái sự mơ hồ, nó không rõ chưa chắc cái nhỉ? Đúng không? Thì nó Tashika na joho desu ka? Chuẩn xác nhá. 2 3 bạn chọn 1. Kechi à, đúng không? Kechi đấy chẳng hạn, sai mất rồi. Muri là vô lý, đúng không? Qua sự cả là ít ỏi, dạ không ạ. À. Đây nó là Tashika. Đấy, rồi chính xác câu 25 nhiều bạn. Quang, ở đây nhầm suýt nữa thì nhìn cả Quang Lê chọn 4 rồi cho câu 25 mình nhìn nhầm nhá. Rồi ok, câu 25 chúng mình chọn số 3, chuẩn xác. Câu 26 cứ cười đúng không? Thì cái phương châm của cô sẽ là Ichimo Nico Nico. Mà có biết từ đấy không? Nico Nico, cứ ni ni cái gì nào, Nico cái gì đó thì nó liên quan đến cười nhá. Chúng có thể cười mỉm, Niya Niya, cười nham hiểm chẳng nữa thì cứ ni ni cái gì đấy. Ni đúng không? Nhe răng ra cười nó sẽ là Nico đi. Đúng không? Còn khẩu hiệu của cô sẽ là Ichimo Nico Nico, lúc nào rất là cười tươi cười. Đó, cái khuôn mặt mà lúc nào cũng tươi cười của mấy em bé thì rất là dễ thương nha. Nico đi Warata. Shikari hẳn hoi vững chắc ổn định. Hakiri đi với phải những từ là gì? Hakiri mie được, Hakiri kì côi được, rõ ràng. Bictari là vừa vặn nhá, chuẩn xác. Dán được cửa kính ức. Sao biết? Phúc ở đâu nhở? Đây là cái khẩu hiệu cô xe dán được cửa kính cường lực ra vào. Ức. Cô nhớ Phúc đang ở, Phúc đến cô xe chưa ta? Nào, tôi chốt chúng ta đến câu số 7 nhá. Nghe nói cứ như kiểu là thánh thần ở đây ấy. Nào, shaka o hashitte agattara, đúng không? Đó, nani nani ga kurushiku natta. Nào, chúng ta dưới đây leo núi xong thì mình sẽ mệt quá đi thôi. Ừ, biết là mệt rồi. Koe iki kotoba hanashi minasan. Câu 27 nè.
Câu 27 đang lẫn lộn các đáp án 25, 26 của các bạn này, đúng không? Câu chờ các bạn 27 nhá. Đúng rồi, khó thở cụm từ là ikigakurushi, chuẩn xác, đúng không? Iki là chữ tức ấy, đúng không? Nagaiki thở dài ấy, đúng không? Thì đây ikio ga kurushimu để xác, kurushiku naru thì có nghĩa là kiểu như là thở ra rất là khó thở, đúng không? Leo núi xong, nó leo cái dốc này xong mệt mỏi, khó thở. Chuẩn xác, câu 27, đáp án số 2. Còn câu 28 thì sao? Watashi wa yasumi no i wa nani nani asa nebo shite nanka o suru. Câu này dễ nhầm này. Tôi ý, mà ngày nghỉ là mình sẽ ngủ. Mà cứ ngủ thì có từ nào các bạn ơi? Khó thở, thở khó, đều được, không sao hết. Ôi dồi, hơi thở thôi ạ. Iki mới thở, từ này dễ quá à? Úi giời ơi, nào câu này nào đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Thấy chưa? Nào câu 28 nào. Đấy vừa nói xong. Câu 28 chọn gì các bạn ơi? Thấy chưa? Thấy chưa? Khép lại một câu mà cuối cùng nhìn thấy rất là nhiều đáp án sai ở đây này. Đó. Khép lại một cái mà rất nhiều phương án sai này. 1, 2, 3, 4 đều phải có hết. Phúc ơi. Phúc ơi, có bảo là có ngủ đúng như gực sư đi đi với nê mứt tê được, hoặc nê mự thôi, nê đự thôi, ngủ ngon, ngủ say, nhưng lại có từ nê bô cũng là ngủ, như có ngủ rít, ngủ rát nha. Vào ngày nghỉ, vào ngày chủ nhật em thường xem livestream của cô Mai Lan trên xe, đúng không? Vào ngày nghỉ em thường ngủ nướng, chứ còn không phải là ngủ ngon để mà nê, gực sư đi được không? Hay gực sư đi nê mứt tê đự, đúng không? Nê tê đự. Đó, nên là đấy, cô lừa một cái, cô để cái, nên là các bạn hầu hết nha. Quyền Nguyên cũng chọn hai là vì thế, đúng không? Bỏ số 2 đi. Cột số đi, có thể ngủ trong giờ inemuri chẳng hạn ấy, thì nó sẽ phải là gì? Trong giờ học cơ, chứ ngày nghỉ được ngủ thoải mái bạn ơi. Chan tội là hẳn hoi, dạ không, đáp án của chúng mình là số 3. Hello, Thơ Hà Sang, đấy chưa? Rất nhiều bạn chọn các phương ấy. Gực sư đi, Kiều Loan còn viết hẳn ra, vâng ạ, và viết hẳn ra cho nó sai nhá. Để nhớ rằng bé còn cố tình đặt gực sư đi hay đi với gì nhỏ? Đi với nê đự, đi với nê mất tê đự. Nhưng đây là nê bộ sư đự, dạng ngủ nướng à. Mà ngủ nướng thì ngày chủ nhật, ngày nghỉ em thường ngủ nướng à. Chứ không phải là... Câu này không chửi, có chửi đâu, đúng không? Cô giáo hiền dịu nhất vịnh Bắc Bộ, không chửi ai một tiếng bao giờ, chỉ chửi tầm 3 phút là mệt rồi, đúng không? Không rồi đấy, không muốn nói luôn nhá. CC nhắc đến bạn chọn ai đây à? Đó, đây này dễ quá, dễ niệm đúng không? Rồi ok, vậy 28 câu từ vựng đúng không? Đã, chúng ta cứ củng cố từng chút một nhá. Còn bây giờ chúng mình đến với phần xin lỗi các bạn là đang công để cho bạn dễ comment nhá. Đấy, CC xin lỗi các bạn này, 1 2 đi đúng không? Đó, CC đang để ra mà chưa để câu cho các bạn hơi khó nhìn nhỉ. Có lựa chọn một vài những câu đúng không? Ác nhỉ. Lừa nhau rồi, ai lừa em đâu đấy, cứ toàn là cô lừa em nào, có ai lừa các bạn bao giờ, tự các bạn lừa mình mà. 10 điểm không có nhưng, đúng rồi, chính xác, tai tê, đúng không? Hầu như em ở nhà thôi, hầu như em chơi với người yêu, đó, thì những câu như vậy mình sẽ dùng từ tai tê nhá. Đấy, dễ quá nhưng nó là dễ sai, dễ nhầm nhá. Rồi, tiếp theo xin lỗi các bạn, chúng ta chuyển về câu số 1 đi cho dễ nhìn nhá, đúng không? Số 1 và số 2 đi, chúng ta dễ comment nào. Đó, xong phần số sau nhá. Dễ quá mà là dễ nhầm đúng không? Nào tiếp theo phần số sau để chúng ta xem là chắc chắn sẽ áp dụng được cái ngữ pháp mà sáng mai đi thi đảm bảo ăn luôn này. Nhìn thấy không? 4 2 1 3 xem đúng không ta nhớ. Đó thì bình thường ấy chúng mình sẽ nói về những cái dấu hiệu của nó đã. Dấu sao nó mới là liên quan phần ngữ pháp đúng không? Đó. Cô không quan xem nào. Đấy 4 2 1 3 đúng không nhá? Chúng mình thấy có yasui là cái mẫu ngữ pháp của N4 đúng không? Yasui và nikui. Vậy bỏ mát sự đi, cái nào bỏ mát sự đi? Đúng rồi, 4 mình đi về 2. Vậy khi chia 4 sang 2, yasui nó là một tính từ đuôi y. Thì bạn với công nhận với sensei bình thường tính từ đuôi y. Nếu nó nối mệnh đề khác thì là yasuku te. Nếu nó bổ nghĩa cho một cái động từ là yasuku như của ta no shiku bên kia sư đúng không? Nhưng nếu giữ nguyên y như là chắc chắn nó bổ nghĩa trong danh từ. Và danh từ duy nhất đây là cái nào? Là cái một, đúng rồi, chính xác, đúng không? Mà lúc mình làm đến một thì ố có cần tìm một động từ. Mà quần áo chỉ có mặc thôi, đúng rồi, 4, 2, 1, 3. Cô không dịch đoạn đầu làm gì hết, đúng không? 4, 2, 1, 3, chính xác, chuẩn luôn. Thế câu số 2 thì các bạn comment cho sensei về thứ tự xếp nha. Chứ cô không quan tâm mấy đến việc các bạn chọn đáp án số mấy và dấu sao nhá. Chúng ta đang học cách chúng ta xếp dấu sao đã, đúng không? Thì các bạn nhìn nội sensei chúng ta có mẫu câu koto ga arimasu. Nhìn này chưa, koto ga dekimasu đi. Hầu hết tất cả những mẫu câu liên quan đến koto, mono, wake, no đấy, phía trước sẽ là fujike. Các bạn công nhận không đã?
Đó, vậy ở đây chúng mình có Koto thì chúng ta chỉ có thể là cái nào đấy? V đựng Koto hợp lý chưa? Nên là 4 sẽ đi với 1. Đó, các bạn 4, 1 đi với nhau nhá. Câu số 2, các bạn giúp Sensei là comment số thứ tự nữa để Sensei biết là các bạn đang làm câu nào. Đúng không? 4 phải đi với 1 đã. Bạn nào để 4, 1 cách sai nhau là sai đấy. Đúng không? Rồi tiếp theo cái nô quá, 4, 1 đi với nhau này. Mà sẽ vừa bảo nô gá, nô quá thì nô nó là một danh từ hóa động từ. Phía trước cũng cần là về một phương trình kề. Một phương trình kề duy nhất nó lại chính là cái nào đấy? Cái chiêu y sư đự, chiêu xạ sư đự mình đi với một rồi. Vậy chỉ còn đề cái đự đây nên 4, 1, 2 đi với nhau. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ có lấy sang giúp mừng y này ní. Đúng không? Trong phạm vi 3 phút, à đằng sau có giới hạn trong cái gì đó. Chuẩn xác luôn. Vậy nó sẽ là 4, 1, 2, 3. Đó, bạn Thiện Thanh là 3, 4, 1, 2 là sai rồi này. 4, 1, 2, 3 mới chính xác nhá. Đúng không? Những cái ngữ pháp rất đơn giản thôi, cố gắng ghi nhớ nha. Dạ, Trinh Y, tiếp theo mình sẽ đến với câu số 3 và câu số 4. Xin lỗi các bạn, mình để cái số to quá làm các bạn khó comment nhé. Thì mình sẽ để số 3 và số 4 đi, cho dễ nhìn nào. Câu 3 và câu 4, Shiking Watashi Nani Iden Desu. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đã có Iden. Các bạn nhìn thấy chưa? Đúng rồi, nó chính là Ido đi. Mà Ido thì mình gá Ido để xem là có người nào đấy, có vật nào đấy không. Không có. Thì chúng ta nhớ một cái nữa là VT được. Ở đây có hai cái VT, nhưng mà nó phải đang cái gì đó thì không thể nếm mức cự T được được. Đúng không? Vì name y nó là tính từ mất rồi. Thì đấy, sắc y được nó chỉ là VT được thôi. Và cái nào hợp lý nhất? Cái nào sẽ ở đây đây? Rồi, chuẩn xác, cái này sẽ phải đáp án hai nó ở đây mới chính xác. Nên hai phải để cuối nhá. Đúng rồi, viết nhầm ở trên xe. Ông Văn Thương gỡ đáp án rồi à? Thế à? Đó, gỡ đáp án rồi à? Không chơi nhá. Đó, là tiếp đi các bạn ơi, câu số 3, các bạn comment giúp mình cả cái số thứ tự của câu để mình dễ nhìn được không? Cả các bạn người thì comment câu 3, người comment câu 4, người chậm mạng hơn thì có khi đang comment câu 2, làm trên xe khó nhìn nhá. Nào, tiếp theo, đúng không? 4 mà 2 phải để cuối cùng các bạn nha. Xem đúng 2 để cuối cùng chưa? Để rồi thì ok. Rồi tiếp theo Ikura đi với tể mố. Ikura Tatoe Donani đi với tể mố đúng không? Ok, vậy có 4 sẽ đi với mấy? 4 sẽ đi với 1. Đó, Ikura nên mức cử nên tề mố, xin lỗi đúng không, 4 đi 3 trước đấy, xin lỗi các bạn đúng không, đấy ok, Ikura tề mố mà đặt nhìn tề tề ở đây, xin lỗi các bạn nhá. Đó, thế bây giờ 4, 3 như 1 đi vào đầu, đó cho dù ngủ bao nhiêu chăng nữa nhưng mà vẫn buồn ngủ, thế là 4, 3, 1, 2, chuẩn xác chưa nhá, 4, 3, 1, 2, ok, 4, 3, 1, 2, chuẩn xác, rồi nhìn thấy rồi, tiếp theo câu số 4 nào. Đề sự, các bạn nhìn thấy chưa, đó, đã có đề sự cuối cùng, chỉ có cái gì đề sự thôi. Trong cái chỗ này chỉ có một đề sự duy nhất, đấy là cái gì không ạ? Không thể nát tạ đề sự được nhá. T đề sự được nhá, đề quá đề sự nhá, chỉ có Kanoyo đề sự. 4 vào đây. 4 để cuối cho xe nhá. Câu số 4 á, 4 để cuối xe xe, bạn nào để 4 chỗ khác là sai mất. Taien Ikura Taien để mố. Rồi chính xác. Nào các bạn comment giúp xe xe câu số 4 nữa nào. Đó, nhìn thấy chưa? Kanoyo đề sự chỉ có thể yo đề sự, đà yo na yo ni đúng không? Thế đây yo đề sự chính xác đúng không? Bốn này cuối cùng. Mà nó có bốn Kanoyo ni giống như thế nào đó thì phía trước bắt buộc đã có cả, phía trước phải là Fujike. Có Fujike không? Chính xác. Haru ni natta Kanoyo desu. Chuẩn xác luôn, đúng không? Rồi gì nữa? Chúng ta lại có là gì đây? Nishite wa thì phía trước sẽ là gì đây? Một cái Fujike hoặc một danh từ đó, vậy nó sẽ là 3. Vậy hai đi đâu? Hết chỗ đứng rồi. 3, 2, 1, 4. Chính xác. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Đúng rồi. Đó. Hôm nay mặc dù là tháng 2 rồi, thế nhưng mà ấm cứ như là gì đấy nhở? Mặc dù là tháng 2 này, đúng không? Đó. Nhưng mà rất là ấm mát giống như vào mùa xuân vậy. Nhá. Chuẩn xác luôn. Rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu số 5 và câu số 6. Nhìn thấy chưa ạ? À? 5 và 6 các bạn nhá. Sai rồi à? Thế mình nhìn comment thấy... À đấy. Loan là 2, 3, 1, 4 là sai mất rồi. Đúng không? Đó là chỉ xem cái Atatak cự vào đâu thôi đúng không? Tự nhiên là Nigatsu cho Atataka lại không đồng lý. Đúng không? Nhá. Tiếp theo nào, chúng mình sẽ đến với câu số 5. Các bạn comment giúp mình câu số 5 và câu số 6 nhá. Theo thứ tự nha. Câu 5 gạch ngang ra, câu 6 gạch ngang ra, xong sắp xếp như thế nào cho dễ nào. Nhìn một phát chúng mình thì nhìn mẫu câu nào. VT Kara Đế Nai Tố. Đúng không ạ? À? Nào các bạn ơi nhìn thế nào. VT Kara Đế Nai Tố chúng mình sẽ chọn gì đây? Chào Thảo Lương. Nào, tiếp tục câu số 5 đã bạn ơi, đây câu số 5 đã 5 rồi mình đến 6 nhá. Xin lỗi các bạn ơi, khó nhìn một chút đúng không? 5 rồi mình đến 6 nào, gặp nhầm mất nha. VT Kara đến Nai Tố, nhìn thấy chưa? Đúng không? VT nên là 4, cảm cụm luôn. VT Kara 4, 3, 2, vậy 1 đi vào đâu? Đúng không? Mà đây show đang để trao đổi với ai đó nên nó sẽ là 1, 4, 3, 2.
Đấy, không làm A thì không có B đúng không? Thậm chí là không thể làm B ấy. Em à, anh ơi cưới em nhé, đúng không? Lấy em nhé. Dạ để anh về. Nếu anh không hỏi ý kiến mẹ anh thì anh không thể quyết định được nhá. Đấy thì câu sẽ là 1432. Nhớ mẫu câu luôn, đến cụm từ luôn. VT cả là đề này tố và để thảo luận với ai? Đúng không? Thảo luận với bố mẹ hay cụ thân sinh ở nhà đã nha. Chính xác. Ồ, bạn nào đây? Bạn Ngọc Mini này, 432 xong rồi đi với 1 đó. Thế là bị đổi vị trí rồi. Đúng không? Không thể đi đâu xin ý Kimera đến ai được mà phải thảo luận với ai. Đó, bạn đã điền được 4, 3, 2 đi với nhau rồi nhưng một đại đại đằng sau là sai mất rồi này. Đúng không? Ô, bạn nào là Tuyến này? Ủa, có vẻ bạn này chơi ấy nhưng cách làm nhiều bạn sai nhiều quá. 2, 4, 3, 1 là sai hoàn toàn rồi. VT cả đà đến ai tố, 4, 3, 2 mới chính xác. Nhớ. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu số 6 các bạn nhá. Nào, câu số 6 nào. 4, 3, 2, 1, xem chính xác không? Câu số 6 nhá, 4, 3, 2, 1, chọn chưa? Nào nhìn thấy mama là chúng ta nhớ mẫu câu V tạ mama có không? Vậy 4 đi ba. Tiếp theo nhìn thấy chim mắt tạ, tất cả đuôi câu chi đự này, VTI đự này, VTA đự, VT ốc cự, VT chim mắt tạ, lỡ chót làm cái gì đó phía trước là VT. Vậy 1 đi vào đây. Nhìn thấy chưa? Thế xong rồi đấy, chúng ta sẽ còn là ố chi tê đự còn gì nữa? 4 3 đều nhau rồi, 2 đi vào đây. 4 3 2 1. Hầu hết các con sẽ các bạn thấy không? Sẽ không mấy khi con sẽ dịch câu cả. Hầu hết là chỉ đi từ những cái ngữ pháp để ghép vào với nhau. Nó nhanh và nó chuẩn hơn rất là nhiều. Các bạn dịch câu cũng tốt thôi. Đúng không? Dịch câu để hiểu hơn. Thế nhưng mà đến lúc mà các bạn xếp sai bạn vẫn hiểu được câu. Nhưng mà bạn xếp đúng thì chắc chắn là nghĩa không bao giờ sai được. Công nhận không? 4, 3, 2, 1 chính xác. Trước khi mình sẽ sang với câu 7 của câu 8, chúng mình nốt hai câu này nhé. Đúng không ạ? Ước gì để ngày mai ổn như này. Trời ơi, nó cũng ổn như này thôi. Nhưng mà tâm lý phòng thi nó khác thôi em ơi. Em thử mà xem mai về các bạn có đề nhá. À, nhắn nhắn cho sensei để xem là những cái đề đó có phân tích xem là đó nó như thế nào, nó ở đâu và cần phải học những sách gì cho các sen, à, các cô hai sau này nữa nhá. Xem nó có khó như lúc mà cô lại bảo là lúc mà bạn trong phòng thi nó sẽ khác. Ở đây cũng đúng không nha. Nào tiếp theo chúng mình đến câu số 7 và câu số 8 các bạn ơi. Hai ba một bốn, đó. Hai ba là sai rồi, chứ không phải tôi ít tê cà đà mà phải là cà đà tôi ít tê bạn ơi. Đó, mình thấy 2, 3, 1, 4 là sai mất rồi, là do hình như nhầm nhầm cái gì đó nhá. Thôi cô đi từ cái này cho dễ để các bạn nhớ cho xem bạn lúc nãy có no quá không. No quá là một danh từ, vậy phía trước đi với gì bạn ơi? Nó là Fujike, đúng không? No mà nano quá, đúng không? Động từ chắc chắn là Fujike. V được V này, V tạm nổ quá, đúng không? Vậy 4 đi vào đây đã, chắc chắn 4 phải để cuối cùng. Bạn để 4 cho khác là sai nhá. Đó, nhưng mà Loan, Loan có làm phải làm phần này là chưa ổn lắm này. Loan để hai đấy, tôi ít tê, đúng không, nhìn thấy chưa? Nhưng mà sư gự lý phải bỏ cuộc ngay chứ, nên một đi vào đây. Và mẫu câu của mình là cara tôi ít tê bạn ơi. Cara tôi ít tê, nhớ chưa? Thì nó mẫu câu luôn ấy. Đấy, ngay cả là bài có khó hay chăng nữa thì nhưng mà việc bạn bỏ cuộc ngay mà không làm như thế là không được đâu nha. Cara tôi ít tê này phải là 3, 2, 1, 4. Nhớ nhầm cách xếp rồi, 3, 2, 1, 4 mới chính xác. Kiểu Loan là bị sai nhá, 1, 3, 2, 4 là bị sai rồi. Đúng không? 3, 2, 1, 4, chính xác. Câu 8 nào, boku tachi ga ikura ganbattemo, dấu phải cách nào? Nikimatte đự, đấy, quả quyết rằng là, các bạn nhìn chỗ này chưa? Nikimatte đự với chữ như kiểu mẫu câu nichigai nại, thế, mẫu câu đà đồ đề sộ, thế, đúng không? Phía trước phải là chắc chắn một cái điều gì đó, nó chia sang fujike. Một cái fujike duy nhất đây nó là cái nào? Nikimatte đự, chắc chắn rằng nó. Mà em comment viết sai à? Bây giờ thấy đúng mà comment mà lại sai à? Ôi giời ơi, đúng. Đấy, thế chưa đi thị, thế thôi. Rõ ràng có thể bạn làm đúng nhưng đến lúc mà bạn comment, bạn tô đáp án mà lại tô sai là rất là tiếc. Nên phải cẩn trọng trong từng cái chi tiết một nhá. Nào, quay trở lại nào. Đấy, Tuyến lại rất hay làm theo kiểu là chỉ comment đáp án, đúng không? Thì cái việc bạn có thể sắp xếp đúng trong đầu, nhưng đến lúc bạn nhớ hình dung đáp án, những con số nó nhảy trong đầu bạn ấy, thì có thể bạn comment đáp án ra nó dễ bị sai đấy. Cô Xe đang chưa nói là câu này đúng hay sai nhá. Nhưng cố gắng là các bạn sắp xếp thứ tự đúng thì cái câu nó mới chính xác được, đúng không ạ? Thì câu của chúng mình phía trước phải là Fujike. Fujike duy nhất ở đây nó chính là cái 4 này, đúng không? Rồi lại có Sekai, năm cả it to know, đúng không? No cần tìm một danh từ phía đằng sau. Và danh từ nó là cái nào, đúng không? Đấy, không phải là trên thế giới các thứ chẳng hạn, thì không thể thực lực trên thế giới mà phải là chỉ đây một cái đội hạng nhất trên thế giới. Nên là hai sẽ đi với nào? Hai sẽ đi với một, chính xác, đúng không? Bây giờ ba đi với đâu thôi? Đúng không ạ? Ai đi vào đâu thôi, thì lúc này mình xét một chút nhá. Đấy, thua thua cái gì ạ? Thua cái đội này, đúng không? Nên 2-1 đi với nhau, mình đẩy 3 lên trước. Và nó sẽ là đấy, câu 8 là có bạn bị sai bữa này, bạn để 3 ra đằng sau. 2-1 bạn đi được với nhau rồi, 4 bạn ra là cuối rồi, nhưng các bạn lại giúp xem lại nhé. 2-1-3-4 là thôi toàn rồi.
rất nhiều bạn 2, 1, 3, 4 đây, cái số 3 đi ở đâu? Thì nếu bạn để số 3 ở trước 4 nhá, chứ trước đó cự gá mà kê được. Bạn nhìn thấy chưa? Đúng không? Thua về thực lực, cái bằng thực lực thì phải đi với đế đấy cơ. Chứ cái thực lực nó thua à? Đúng không? Xong thua đi với gì nữa? Để thua xong lại đi với ní chi, chi mượn ní hóa. Dạ không, thua phải thua cái đội đó thì phải là chi mượn ní mà kê được. Nên là phải 1 đi với 4, thế nên là 1 đi 4 là kéo theo cả 2 nữa. Thế nên đẩy 3 lên trước. Đúng không? Rồi chúng tôi nói, cho dù cố gắng đâu chăng nữa, những cái thực lực đúng không? Chắc chắn là sẽ thua cái đội hạng nhất. Đúng không ạ? 3, 2, 1, 4 mới chính xác. Wakarimasu kaminasan? Thấy chưa? Đúng không? Những ngữ pháp đấy các bạn biết mà. Nó chỉ là danh từ đi với danh từ kết hợp với nhau như thế nào. Rồi mẫu câu đấy ra làm sao? Đúng không? Những cách kết hợp với danh từ, động từ, tính từ. Tất cả các từ loại của mình chỉ như thế thôi. Đó, nhưng bị sai thì rất là đáng tiếc. Đúng không ạ?